Sau 26 ngày vươn khơi, tàu cá của ngư dân Đỗ Văn Kha cập bờ với khoảng 5 tấn cá chuồng. Sản lượng thấp, giá cá không cao. Trong khi giá nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cho phiên biển tăng, nên thu nhập của các ngư dân không được bao nhiêu. Bây giờ muốn bắt quá trong bờ quá thì nó còn kiệt hết trơn. Thì làm sao mà nó sinh sống được nữa. Bắt hết từ nhỏ đến lớn thì bắt hết luôn mà. Quan sang chút tốn bắt cũng biết về thôi chứ. Nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vùng biển Quảng Ngãi có 1.298 loài thủy sản, trong đó có 36 loài nguy cấp quý hiếm. Khả năng khai thác bền vững đạt khoảng 83.600 tấn, trong đó vùng biển ven bờ hơn 28.000 tấn. Nhưng hàng năm tổng sản lượng khai thác thực tế là lên đến hơn 91.000 tấn, vùng ven bờ gần 48.500 tấn. Đặc biệt ở vùng biển ven bờ, sau mùa sinh sản tỷ lệ xâm hại là tuyệt đối, nghĩa là 100% thủy hải sản bị đánh bắt đều nhỏ hơn kích thước cá sinh sản lần đầu, nhất là các loài cá nổi. Mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân phần nào yên tâm bám biển, nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài thì phải có giải pháp bảo vệ, tái tạo để tăng nguồn lợi thủy sản. Đi một năm biển này nói chung là cái có thì không buông nhiều mà có lũ thì nhiều. Biển mỗi ngày mỗi trận tiệc, cho nên là dân có gì thì nhà nước mà hỗ trợ giúp đỡ cho dân những cái gì mà phát triển nền kinh tế thì dân ok thôi, bên thủy sản thì dân họ chấp nhận ấy thôi chứ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cấm đánh bắt có thời hạn 5 khu vực biển để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang bị khai thác quá mức. Với quy mô diện tích hơn 35.400 ha, chiếm 12,4% diện tích vùng biển ven bờ. Đó là vùng ven bờ Bình Phú, Bình Châu, vùng ven bờ tỉnh Khê, Nghệ An, vùng ven bờ Phổ Khánh, Phổ Thành, Phổ Châu, vùng biển phía nam đảo Lý Sơn và vùng biển ven thị xã Đức Phổ. Ngoài 5 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Gành Yến và khu bảo tồn biển Lý Sơn thí điểm quy định cấm biển 1 tháng, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 ở vùng biển ven bờ. Cấm khai thác có thời hạn 3 tháng từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 đối với các loại nghề có mức xâm hại cao như nghề lưới kéo, pha xúc, chụp mực, mành, lưới vây. Cùng với việc cấm khai thác, địa phương sẽ thả giống tái tạo hàng năm các loài có giá trị kinh tế cao, bản địa, nguy cấp, quý hiếm. Lưu giữ nguồn gen quý, thả rạn nhân tạo, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ. Các cái vùng biển này á, là nó có là cái nơi tập trung sinh sản của các cái loài thủy sản, nơi mà cá con, tôm con là sinh sống, là có cái sức bổ sung cho cái nguồn lợi của khu vực. Nếu mà bảo vệ được cái trong cái thời gian mà sinh sản của các loài thủy sản ấy, thì cái nguồn bổ sung cái nguồn lợi cho khu vực lan tỏa ra xung quanh là nó sẽ đảm bảo được cái việc phục hồi cái nguồn lợi thủy sản. Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận. Đề xuất cấm biển có thời hạn ở khu vực ven bờ của tỉnh Quảng Ngãi đang nhận được sự ủng hộ của ngư dân địa phương, phù hợp với chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, việc cấm biển cần có sự liên kết giữa các tỉnh thành và đi đôi với chính sách hỗ trợ sinh kế cho bộ phận ngư dân bị ảnh hưởng.